Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ giới thiệu về công cụ chọn Pichtool và những cái khả năng của cái công cụ này. Đó là cái gì? Vừa rồi thì chúng ta giới thiệu cái cách vẽ, cách là tùy biến những cái đối tượng rất là cơ bản, hình học cơ bản ở trong Corel. Nghĩa là chúng ta làm quen với hình chữ nhật, chúng ta làm quen với hình ellipse, chúng ta làm quen với hình đa giác, cũng như là hình ngôi sao hoặc là complex star. Thì đấy là những cái hình rất là cơ bản. Thực ra thì một bản thiết kế nhìn nó phức tạp thì nó sẽ là sự phức tạp, còn nhìn nó đơn giản thì chúng ta cũng sẽ thấy nó rất là đơn giản. Tổ hợp của nhiều cái hình đơn giản sắp xếp vào với nhau thì chúng ta sẽ tạo ra thứ phức tạp hơn. Xong từ những cái thứ phức tạp hơn một chút thế lại kết hợp với nhau tạo thành những tổ hợp phức tạp hơn nữa. Và thực ra thì một cái bản thiết kế nó sẽ là tổ hợp của nhiều cái phức tạp của đấy. Đấy, nếu mà chúng ta nhìn một cách mổ xẻ ra thì nó thực ra thì nó đơn giản đấy thôi. Đấy. Thế nhưng mà để làm việc được với nhiều đối tượng thì chúng ta phải làm sao để chọn lựa được những đối tượng nào chúng ta cần. Lấy đối tượng nọ xếp vào với đối tượng kia, đối tượng nọ cắt đối tượng kia, đối tượng nọ group vào với đối tượng kia để trở thành một cái tổ hợp phức tạp hơn, hoặc là từ những hình rất là đơn giản chúng ta tổ hợp lại để tạo ra những cái thứ mà nó khác biệt đi. Thế thì thao tác đầu tiên của chúng ta là phải chọn được cái đối tượng đã thì chúng ta mới ra lệnh, chúng ta mới thao tác được. Các bạn nhìn thấy là ở trên này chúng ta có vài đối tượng thôi. Nhưng nếu bây giờ tôi thử làm một thao tác nào đó mà không lựa chọn thì chương trình nó có hiểu hay không? Đây, bây giờ tôi bấm ra ngoài, tôi không chọn bất cứ đối tượng nào cả. Mọi đối tượng đều được nhìn thấy bằng mắt. Nhưng nếu bây giờ tôi thực hiện một cái thao tác rất là đơn giản, đó là tôi tô thử màu cho một đối tượng nào đó. À, tôi nghĩ trong đầu, tôi bảo là tôi tô cho ngôi sao màu vàng. Ok, vừa nãy chúng ta đã giới thiệu rất nhanh, rất là đơn giản cái thao tác tô rồi. Có nghĩa là chúng ta phải chọn một đối tượng này, sau đó thì muốn tô màu gì thì chúng ta bấm vào cái ô màu ở phía bên tay phải, đúng không? Và nó sẽ tô vào cho đối tượng đó. Nhưng bây giờ tôi nghĩ trong đầu là tô vào ngôi sao với màu vàng. Bây giờ tôi bấm vào màu vàng, tôi không chọn bất cứ cái gì, thì liệu nó có hiểu để nó tô vào ngôi sao cho chúng ta không? Không. Tại vì trên màn hình đang có nhiều đối tượng, nếu chúng ta không chỉ định thì nó không thể đoán ý, nó không thể biết được là chúng ta muốn làm việc với đối tượng nào. Và nó hiểu rằng đây sẽ là một cái thao tác để thay đổi cái mặc định của chương trình đi. Mà như mặc định của chương trình thì tôi đã giới thiệu với các bạn ngay từ đầu rồi. Corel nó vẽ ra bất cứ hình nào, nó sẽ chỉ vẽ đường chu vi và kích thước của hình đó thôi, chứ nó không tô bề mặt sẵn, bề mặt là trống. Và do đó thì đấy là mặc định của Corel. Và nếu như bây giờ tôi lại bấm vào một màu nào đó tôi tô sẵn mà không chọn, thì có nghĩa nó hiểu rằng là màu này sẽ được gán thay cho cái sự mặc định ban đầu là không tô. Và nó đưa ra một loạt các cái tùy chọn để là gán cái này cho dạng đối tượng như thế nào. Mặc định nó để cho chế độ graphic là các cái đối tượng đồ họa này. Nếu như các bạn không đọc kỹ, các bạn cứ ok bừa đi sẽ dẫn tới tình trạng như thế nào. Bây giờ tôi thử ok thì cũng không có cái gì được tô màu cả. Tuy nhiên nó sẽ dẫn tới tình trạng là sau này tôi vẽ ra bất kỳ đối tượng nào thì lập tức đối tượng đó, không kể nó ngắn, dài, rộng, hẹp, cao, thấp hay hình dáng như thế nào, thuộc tính như thế nào, lập tức nó sẽ được tô sẵn cái màu vàng này. Bất kể nó là tròn hay vuông hay đa giác hay là sao thì nó sẽ đi theo cái hình này là màu vàng luôn, tô sẵn thay cho mặc định không tô. Nhưng đây là một điều rất dở, tại vì chả có cái bản thiết kế nào mà tất cả các đối tượng cùng một màu cả. Do đó thì chúng ta sẽ lại phải trả nó về cái tình trạng mặc định. Có nghĩa là đừng chọn cái gì cả. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào cái ô phía trên cùng. Ô phía trên cùng này có hai cái gạch chéo, có nghĩa là không tô. Và bây giờ nếu mà tôi không chọn cái gì cả và tôi ra lệnh không tô thì nó lại hiểu rằng chúng ta thiết lập lại mặc định. Và bây giờ tôi nhấp OK, xác nhận rằng các đối tượng graphic này khi vẽ ra thì không tô. Lúc đó thì nó lại quay trở về cái trạng thái lúc ban đầu, có nghĩa là khi vẽ ra thì không tô cái gì cả. Như vậy là cái thao tác mà chọn lựa là thao tác vô cùng quan trọng. Tại vì nếu không chọn thì chương trình nó sẽ không biết là mình muốn làm với cái đối tượng nào.
Vậy thì cái thao tác đầu tiên trước khi làm bất cứ cái gì là phải chọn đã, và chúng ta có cái công cụ chọn giúp chúng ta làm cái việc đó. Một công cụ được một đối tượng được chọn nó khác đối tượng không được chọn ở cái gì ạ? Các bạn quan sát các bạn thấy có sự khác biệt không ạ? Nó có điểm đen. Ok, các bạn cứ tưởng tượng ra là mỗi một đối tượng được chọn nó sẽ được đặt ở trong một cái khung hình chữ nhật vô hình và bao quanh bởi 8 cái tay nắm điều khiển hình vuông màu đen. Đấy, đối tượng nào được chọn đều có cái trạng thái như thế, vây quanh bởi 8 cái tay nắm điều khiển hình vuông màu đen. Và khi một đối tượng được chọn thì lúc đấy các bạn mới có thể ra được một cái lệnh gì đó. Còn nếu không thì nó sẽ không hiểu là bạn muốn làm việc với đối tượng nào. Do đó thì cái thao tác chọn là thao tác phải làm trước hết, rồi sau đó mình muốn làm gì thì mới làm. Chưa chọn được một đối tượng thì đừng hòng làm được cái gì hết. Đấy cũng là lý do tại sao cái công cụ này nó được đặt ngay ở trên đầu. Thế bây giờ tôi biết được công cụ chọn là công cụ quick này rồi, thì mình có thể là đưa chuột lên tận nơi chọn công cụ quick đấy, hoặc là chúng ta có thể gọi nó bằng cách gì đấy ạ? Về mặt lý là chỉ cần cách thôi, là nó sẽ chuyển qua chuyển lại giữa cái công cụ vừa mới vẽ, vừa mới dùng với lại công cụ quick. Nhưng mà có một trường hợp đặc biệt là trường hợp mà tôi đang gõ chữ, đúng không? Nếu tôi đang gõ chữ mà tôi nhấn phím cách thì nó sẽ hiểu là dịch một đoạn ký tự trắng. Do đó thì trong trường hợp này thì tôi phải giữ control và cách thì lúc ấy nó mới hiểu là thoát ra khỏi để quay trở về công cụ quick. Thế cho nên là chúng ta cứ mặc định luôn là control cách đi, thì bất kể là text hay là không là text thì nó cũng quay trở về được công cụ quick. Đấy, thì đấy là cách để mà chúng ta chọn cái công cụ quick. Thế sau khi chọn rồi thì chúng ta làm được gì? Gọi được công cụ quick rồi thì chúng ta sẽ kích vào một đối tượng để chọn nó, và sau đó thì chúng ta sẽ làm các thao tác với nó. Thế thì bây giờ chúng ta xem là chọn được công cụ quick rồi, chọn được một đối tượng rồi thì chúng ta sẽ làm cái gì? Thứ nhất là chọn công cụ quick thì trước hết là giúp chúng ta chọn đối tượng, đúng không? Thế thì chọn là có những cái điều gì ở trong thao tác chọn này? Bao giờ thì nó có hai chiều đã này, có và không, đúng không? Đi và lại, ngày và đêm, âm và dương, bao giờ nó hai chiều? À, chọn rồi thì bỏ chọn như thế nào? Đó. Thì đây, chọn một đối tượng rồi mà chúng ta bỏ chọn thì có hai cách. Một là tôi bấm ra ngoài. Khi bấm ra ngoài và một chỗ trống thì coi như là nó sẽ hủy chọn khỏi cái đối tượng đó. Đây, một đối tượng được chọn thì có tay nắm màu đen bao xung quanh như thế này. Và bây giờ tôi bấm ra một khoảng trống bên ngoài thì coi như là tôi sẽ hủy chọn cái đối tượng đó đi. Hoặc đang chọn một đối tượng này mà tôi chọn sang đối tượng khác thì cái đối tượng cũ đang được chọn sẽ bị hủy chọn đi, và coi như nó chuyển sự chọn sang cái đối tượng khác. Thế đấy là chọn và hủy chọn. Thứ hai là chọn nhiều đối tượng đó. Tại vì là một đối tượng thì không làm nên bất cứ cái gì cả. Chỉ có khi mà làm việc với nhiều đối tượng thì nó mới tạo thành một tổ hợp phức tạp hơn, và từ nhiều tổ hợp phức tạp thì chúng ta mới có được một cái bản thiết kế hoàn chỉnh. Do đó thì cái thao tác mà chọn nhiều đối tượng cũng là một thao tác mà chúng ta cần phải làm. Thế để chọn nhiều đối tượng thì chúng ta có bao nhiêu cách? Chúng ta có 3 cách như sau. Thứ nhất là tôi chọn đối tượng thứ nhất, sau đó thì tôi giữ shift và tôi lần lượt tôi bấm vào các đối tượng khác mà tôi muốn chọn, thì như thế tôi sẽ chọn được nhiều đối tượng trong một lần. Và các bạn để ý như thế này này, nếu mà chọn một đối tượng này thì có tay nắm điều khiển bao xung quanh như thế. Nếu tôi giữ shift tôi chọn đối tượng thứ hai thì cái tay nắm điều khiển lúc này nó bao xung quanh hai đối tượng đang được chọn. Nếu tôi chọn sang đối tượng thứ ba thì cái tay nắm điều khiển màu đen này nó lại bao xung quanh ba đối tượng được chọn. Cứ thế mà nó mở rộng dần ra. Và lúc này thì cái tay nắm điều khiển này nó sẽ coi tất cả những cái đối tượng này tạm thời như là một, và chúng ta sẽ làm một thao tác gì đó thì nó sẽ tác động đến tất cả những đối tượng nào đang được chọn như thế này. Ví dụ tôi bấm sang màu đỏ chẳng hạn thì lúc này tất cả những đối tượng đang được chọn sẽ được cùng tô vào màu. Ví dụ tôi di dịch nó sang vị trí mới thì sẽ di dịch cả ba đối tượng đang được nằm ở trong cái hộp điều khiển này, các tay nắm điều khiển này. Thế là như vậy là chúng ta biết cách đầu tiên là
giữ shift và nhấn chọn từng đối tượng, và chúng ta sẽ chọn được nhiều đối tượng cùng một lần. Ok, thế bây giờ cách thứ hai là cách như thế nào? Nhấp chuột và giữ shift để chọn nhiều đối tượng thì cách đấy là cách cổ điển, cách chuẩn luôn, nhưng mà nó mất rất nhiều thời gian. Ví dụ như vừa nãy là tôi mất 3 lần nhấp chuột và giữ shift thì tôi mới chọn được 3 đối tượng. Bây giờ tôi muốn làm nhanh hơn thì tôi sẽ làm như sau. Đừng chọn cái gì cả. Đó, đây là cách thứ hai nhé. Các bạn nhấp giữ chuột và các bạn bấm vào một cái điểm trống ở bên ngoài. Nhấp giữ nhé, chứ không phải nhấp rồi thả. Sau đó thì kéo dê nó đi, giống như là chúng ta vẽ một cái hình chữ nhật như thế này. Nhưng lúc này thì các bạn sẽ thấy là nó được bao bởi các đường đứt đoạn. Cái này nó gọi là một marquee, hay là một cái vùng chọn. Và khi chúng ta nhả chuột ra thì bất cứ đối tượng nào nằm hoàn toàn trong cái vùng mà chúng ta vẽ ra thì sẽ được chọn cùng một lần. Nhớ là cái từ là gì đây? Nằm hoàn toàn bên trong. Tại vì là nếu như bây giờ tôi vẽ một hình như thế này, đây các bạn quan sát kỹ nhá. Ví dụ tôi vẽ ra một hình như thế này. Đến đây mà tôi nhả chuột ra thì có chọn được hết cả ba hình đỏ không ạ? Không. Sẽ có cái hình nào đó là không được. Tại vì là trông thì có vẻ là hết rồi, nhưng mà thực ra nó chỉ còn thòi ra một tí, một ly, một nửa ly thôi, nó cũng sẽ hiểu rằng là chưa được chọn hết. Và do đó nó sẽ không chọn. Các bạn nhìn thấy cái hình vẽ vừa rồi trông rất là to, nhưng cuối cùng chúng ta chỉ chọn được có mỗi cái hình chữ nhật này thôi. Hình sao cũng không được, hình này cũng không được, tại vì là nó vẫn cứ thòi ra ngoài một xíu xíu xíu. Khi nào mà chưa nằm trọn vẹn bên trong thì cái đó sẽ không được chọn. Đấy, yêu cầu là gì? Nằm hoàn toàn bên trong cái vùng chọn mà chúng ta vẽ ra. Cách này thì rất là nhanh, tức là cùng một lúc tôi có thể chọn được nhiều đối tượng luôn mà tôi không phải giữ shift gì cả. Đấy, nhưng nó có hai điểm yếu. Một là nó đòi hỏi chúng ta phải vẽ bao được hoàn toàn đối tượng đó ở bên trong cái vùng vừa vẽ ra. Thứ hai là trong một vài trường hợp tôi muốn lấy một đối tượng nào đó nhưng mà tôi lại không muốn lấy một đối tượng nào đó nằm kế cận chẳng hạn. Đây tôi đặt thử một cái trường hợp như thế này. Đây, chẳng hạn như là tôi có cái hình màu vàng, cái hình lục giác màu vàng nằm ở đây. Bằng cách giữ shift bấm này, 1, 2, 3 như thế này thì tôi vẫn 3 lần tôi mới chọn nó. Nếu cái cách mà nhấp chuột mà vẽ ra một marquee để chọn thế này thì chỉ một thao tác là lấy được. Nhưng cái kiểu này thì nó lại rất chối là gì đấy ạ? Nó lấy luôn cả cái hình gì đấy, cả hình vàng này, tại vì nó nằm lọt luôn ở trong cái vùng mà chúng ta vừa vẽ ra. Bây giờ yêu cầu tôi chỉ là lấy các hình màu đỏ thôi, không lấy các hình màu vàng. Thế nhưng mắc đi lấy thì kiểu gì nó cũng sẽ bao hết. Vậy thì sẽ có một cách thứ ba nữa giúp chúng ta là lách ra khỏi cái đối tượng mà chúng ta không muốn. Đây các bạn quan sát cách vẽ, cũng vẫn vẽ mắc đi như thế thôi, nhưng lúc này các bạn nhấn giữ phím An trước khi các bạn vẽ. Và khi các bạn nhấp giữ phím An thì các bạn chỉ cần là gì đấy ạ? Chạm vào cái đối tượng mà không cần phải lấy hết nó. Đấy, thế thì bây giờ chỉ cần là nó nằm như thế này. Đấy, chệch xuống một tí đẹp thôi. Đây, bây giờ tôi vẽ này, nhấn An này. Đấy, chạm vào cái gì thì lấy cái đó. Đây, các bạn thấy là tôi chỉ chạm vào 3 đối tượng là cái sao này, chữ nhật và hình elip thôi. Còn đa giác, lục lăng này thì chúng ta bỏ qua. Nhưng mà như vậy thì cũng không phải lúc nào chúng ta cũng lấy được hoàn hảo. Đây, ví dụ trong trường hợp mà thằng này nó cao lên một tí thì cách đấy cũng khóc. Đó, đây, ví dụ nó cao hơn một tí như này. Thì bây giờ muốn vẽ nhấn An hay gì đi nữa thì đã chạm được vào cái thằng sao là kiểu gì cũng phải chạm vào thằng lục răng. Thế thì bây giờ chúng ta làm cách nào để mà vẫn chọn được nhanh, vẫn chọn được nhiều nhưng vẫn lách ra khỏi cái đối tượng mà chúng ta cần? Thì các cái phiên bản mới nó hỗ trợ chúng ta thêm một công cụ nữa. Các bạn để ý là công cụ này nó cũng có cái mũi tên đen nhỏ nhỏ ở góc, có nghĩa là nó vẫn còn công cụ ẩn ở phía trong. Thì chúng ta mở nó ra thì chúng ta còn có một công cụ, nó gọi là công cụ Freehand Pick.
và chúng ta sẽ xem công cụ Freehand Pick nó giúp chúng ta là lách như thế nào nhé. Đây, bây giờ tôi nhấp giữ chuột tôi vẽ này. Đây, các bạn quan sát. Và tôi có thể là làm sao đây ạ? Lách riêng, tránh cái thằng này ra. Tất nhiên, vẽ kiểu này thì phải giữ an. Thì lúc ấy là chúng ta mới vẽ đến đâu, chạm vào đâu thì lấy đấy. Và như vậy là tôi có thể lấy được ba cái hình đỏ này mà lách bỏ qua cái thằng màu vàng. Mặc dù thằng màu vàng nằm rất gần, đúng không? Kể cả đây, trong trường hợp này, chối hơn nữa đi, cho hẳn là cái thằng màu vàng này nó nằm đè hẳn vào trong hai cái thằng chữ nhật và thằng elip này đi. Thế thì bây giờ với Freehand Pick thì chúng ta có thể rất là dễ này. Các bạn quan sát lại cách dùng này, vẽ này, đúng không? Đấy. Đến đây thì tôi lại làm sao đấy? Di chuyển tôi lách tránh như thế này, đồng thời giữ A thì tôi có thể chọn được đối tượng mà tôi cần mà lách qua được cái thằng gây rối màu vàng đấy. Thì đấy là những cái cách để mà chúng ta có thể chọn nhiều đối tượng cùng một lần. Tuy nhiên thì đôi khi người ta cũng sẽ làm một cái cách đơn giản hơn là như thế này. Lách thì cũng được, nhưng mà lách như thế mất nhiều công quá. Thì bây giờ người ta sẽ chấp nhận theo kiểu là ok, mày lọt vào cũng được, nhưng mà rồi tao cũng sẽ loại mày ra. Thì người ta sẽ làm như thế này. Bây giờ vẽ nhanh một cái. Đây, quay trở về công cụ cũ đi, công cụ pick này đi. Vẽ nhanh một cái, chọn hết đi. Sau đó thì tôi sẽ đuổi nó ra khỏi nhóm. Đó, tạm thời là cho mày dính vào đấy thôi. Được chưa? Lấy hết. Sau đó thì tôi sẽ giữ shift, tôi kích thêm một lần vào trong cái thằng vàng là tôi không muốn. Lúc này thì tôi sẽ đuổi nó ra khỏi cái nhóm tôi chọn. Thì đây, các bạn xem, tôi có thể dịch riêng cái thằng đỏ này đi mà không dính nhắn đến thằng vàng nữa. Có nghĩa là thôi được rồi, chọn nhầm cũng được, chọn không mong muốn cũng được. Nhưng sau đó muốn loại thằng nào ra khỏi nhóm thì các bạn giữ shift, các bạn kích vào nó một lần thì nó sẽ bị loại ra khỏi cái nhóm đó. Thế thì đấy là thao tác chọn nhé và bỏ chọn nhé. Chọn nhiều đối tượng cùng một lúc nhé. Chọn lách các đối tượng này nhé. Và nếu như mà trong quá trình chọn mà chọn có quá đà đi, lấy phải những đối tượng mà mình không muốn thì mình cũng có thể là loại bỏ nó ra khỏi nhóm được. Thế đấy là thao tác đầu tiên của công cụ Pick, đó là giúp chúng ta chọn các đối tượng. Bây giờ đến thao tác thứ hai công cụ Pick có thể làm là gì? Rất đơn giản, giống như vừa nãy chúng ta đã nói, đó là gì đấy? Chọn này, di chuyển nó ra vị trí mới. Thế thì thao tác rất là đơn giản là bấm và kéo nó tới vị trí mới, nhả chuột ra là xong. Đó. Thao tác thứ ba là gì? Chọn, di chuyển và nhân bản trong lúc chọn. Thì vừa nãy tôi cũng đã demo rồi đúng không? Nhấp chọn đối tượng này, giữ chuột trái này, kéo ra vị trí mới. Ở vị trí mới, đừng nhả chuột trái ra và bấm tiếp chuột phải một lần rồi mới nhả hai phím. Thì là chúng ta sẽ vừa dịch chuyển vừa nhân bản được một đối tượng luôn. Thế đấy là chọn này, chọn nhiều chọn ít này. Đó, bỏ chọn này, dịch chuyển đối tượng này, dịch chuyển với nhân bản này. Tiếp theo nữa là tô màu, đúng không? Tô màu thì rất là rõ rồi, chỉ cần chọn đối tượng sau đó thì bấm kích vào cái màu mà chúng ta muốn thì coi như là tô màu với công cụ Pick đó. Tiếp nữa là gì? Tiếp nữa là các thao tác thuộc về transform, tức là biến đổi các đối tượng. Thì các bạn lúc này sẽ thấy cái vai trò của 8 cái tay nắm điều khiển bao xung quanh này. Bằng cách bấm vào một trong các tay nắm điều khiển bao xung quanh này, chúng ta có thể transform, chúng ta có thể thay đổi kích thước của cái đối tượng đang được chọn. Rất là đơn giản như sau: đưa chuột vào một trong các tay nắm điều khiển. Khi nào mà nó nhận được cái tay nắm điều khiển này, nó chuyển sang thành cái mũi tên hai đầu, thì các bạn có thể nhấp giữ chuột và các bạn có thể co kéo theo chiều các bạn muốn, thì nó sẽ giúp các bạn thay đổi kích thước của đối tượng. Kéo theo chiều nào thì nó sẽ tăng hay giảm theo chiều đó. Ở đây thì chúng ta có 4 điểm nằm ở giữa các cạnh và 4 điểm nằm ở góc. Các cái điểm nằm ở giữa các cạnh thì khi chúng ta kéo chiều nào thì nó tăng chiều đó theo đúng tay kéo của chúng ta.
Còn nếu mà chúng ta làm việc ở góc thì sao? Đây, đối với các cạnh nhé, tăng hay giảm chiều cao này, tăng hay giảm chiều rộng này, đó, kéo chiều nào thì thay đổi theo chiều đó. Còn đối với ở góc thì các bạn sẽ bấm vào điểm ở góc. Thì lúc này khi mà co kéo thì nó cùng một lúc nó sẽ làm sao đấy ạ? Tăng hay giảm cả chiều rộng lẫn chiều cao của đối tượng. Corel thì nó có cái điểm khác với lại Illustrator ở chỗ này. Cứ bấm vào góc mà kéo đi thì nó vẫn luôn luôn duy trì tỷ lệ. Nó chỉ khác về mặt kích thước thôi, nhưng tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều cao luôn luôn bảo toàn. Illustrator nó sẽ bắt các bạn giữ thêm shift nữa thì nó mới không bị méo hình, nhưng mà Corel thì chỉ cần bấm vào góc mà kéo là xong. Thế và có một điểm đặc biệt nữa, đó là gì ạ? Nếu trong lúc kéo chúng ta giữ shift thì nó dẫn tới cái gì? Đây, các bạn để ý, tôi bấm vào một trong các điểm điều khiển này và tôi co kéo nó. Nếu mà tôi kéo mà không giữ shift thì tôi kéo theo chiều nào thì cái cạnh đó nó sẽ bị thay đổi, cạnh còn lại vẫn đứng im đó. Nhưng nếu mà tôi giữ shift thì sao? Thì tôi kéo cạnh nào nó sẽ tác động tới cả cạnh đối diện với cùng tham số nhưng mà ngược chiều. Ví dụ tôi nới rộng chiều bên phải ra thì chiều bên trái cũng được nới theo đúng như thế nhưng chiều ngược lại. Ví dụ tôi thu hẹp chiều bên phải lại thì chiều bên phải hẹp lại bao nhiêu thì chiều bên trái cũng thu hẹp lại bấy nhiêu theo chiều ngược lại. Nếu mà tôi bấm giữ shift mà tôi kéo ở đỉnh nâng lên bao nhiêu thì dưới đáy nó cũng hạ xuống thêm bấy nhiêu theo chiều ngược lại. Còn nếu mà tôi hạ xuống bao nhiêu thì phía đáy cũng dâng lên theo chiều ngược lại bấy nhiêu. Đấy là các cạnh. Còn đối với cái góc thì khi chúng ta giữ shift thì nó tác động đều tới cả bốn góc. Đây, thu thì cùng thu, phóng thì cùng phóng, theo cùng một tỷ lệ. Thì đấy là thao tác transform rất là cơ bản, thay đổi kích thước theo từng cạnh hoặc là cả hai cạnh, có thể giữ shift hoặc là không giữ shift. Thế còn các cái thao tác nữa chúng ta có thể làm là những thao tác gì? Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu thêm một vài thao tác như sau. Ngoài transform thông thường co kéo về mặt kích thước, chúng ta còn có thể là quay một đối tượng này, kéo xiên một đối tượng này, lật một đối tượng này. Đấy là những thao tác mà chúng ta có thể làm với công cụ Quick Tool. Và đây chúng ta sẽ cùng nhau xem xoay thì sẽ làm thế nào nhé. Một đối tượng khi được chọn thì chúng ta sẽ thấy các tay nắm điều khiển bao xung quanh, đồng thời sẽ có một cái dấu X như là cái tâm của đối tượng được tự động hiện lên và báo. Bây giờ nếu như một đối tượng đã được chọn rồi mà tôi kích thêm vào nó thêm một lần nữa, nó sẽ có sự thay đổi. Các bạn nhìn thấy ở trên màn hình, đối tượng được chọn thêm lần thứ hai thì nó sẽ có biến đổi. Tất cả những tay nắm điều khiển màu đen hình vuông bao xung quanh đối tượng lúc này sẽ chuyển thành các mũi tên hai chiều. Các mũi tên hai chiều ở cạnh thì sẽ là mũi tên hai chiều thẳng, còn các mũi tên hai chiều ở góc thì sẽ là mũi tên hai chiều cong. Nó sẽ đóng các vai trò khác nhau như sau. Các mũi tên ở giữa các cạnh, khi tôi nhấp chuột vào thì tôi có thể kéo xiên cái đối tượng theo chiều mà tôi muốn. Đây, kéo như thế nào thì nó sẽ xiên theo đúng như thế. Các bạn để ý lại này, đây là trỏ chuột bình thường này, đặt vào vị trí thì sẽ thành mũi tên như thế này. Và bằng cách nhấp chuột kéo sang phải, sang trái, hoặc là lên trên hoặc xuống dưới, chúng ta sẽ xô nghiêng cái đối tượng đi theo chiều mà chúng ta đang thao tác. Đây là kéo xiên đối tượng. Còn quay thì sao? Quay thì chúng ta đặt vào một trong các cái mũi tên hai chiều ở góc. Thì lúc này nhấp giữ chuột và chúng ta kéo, kéo đến đâu, xoay đến đâu thì đối tượng của chúng ta nó sẽ quay theo đến đấy. Và quay theo cái gì? Quay theo cái tâm quay tròn tròn này này, chính là nó thay thế cho cái điểm X lúc đầu tiên. Đây, chọn lại lần đầu, các bạn thấy có điểm tâm X ở đây. Và nếu tôi bấm thêm một lần thì cái tâm X này sẽ trở thành tâm quay. Có điều
là cái tâm quay này là một cái thứ mà nó không cố định. Các bạn có thể chọn chuột vào và các bạn dịch nó sang vị trí mới. Nhả chuột ra thì nó sẽ nhận tâm quay mới. Và lúc này tôi sẽ quay theo cái tâm mới như thế này. Và điều đặc biệt hơn là không nhất thiết tâm quay này phải nằm ở trong đối tượng. Các bạn thích thì các bạn có thể nhắc hẳn tâm quay ra bên ngoài. Nhả chuột ra thì nó lại nhận tâm quay mới. Và bây giờ tôi có thể quay đối tượng theo cái tâm mới. Đấy là thao tác quay đối tượng nhé, kéo xiên đối tượng nhé. Và cuối cùng thì chúng ta còn một thao tác nữa là lật đối tượng. Lật thì vừa nãy cái lúc bắt đầu là tôi đã giới thiệu cái nút lệnh lật ở trên trên thanh option rồi, đúng không? Tuy nhiên lật bằng thao tác thủ công thì nó có điều hơi khác so với lại cái nút lệnh lật ở trên thanh property đấy. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem là lật thao tác thủ công thì nó khác nhau như thế nào nhé. Chúng ta sẽ dùng một cái hình gì đó mà có tính chất hơi đặc biệt một tí để chúng ta xem cái này. Ví dụ như là bây giờ tôi sẽ vẽ ra một cái hình hình tam giác đi. Thế rồi, ngôi sao cũng được. Thế đây, bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy đây, thao tác lật này. Thao tác lật thì chúng ta làm như thế nào? Với 8 cái tay nắm điều khiển thì chúng ta sẽ lật hoặc là chiều ngang hoặc là chiều dọc. Và muốn thế thì chúng ta sẽ bấm vào một trong các tay nắm ở giữa các cạnh. Trái phải thì lật theo chiều gì đây ạ? Trái phải. Thế còn trên đỉnh hoặc dưới đáy thì lật trên dưới. Bây giờ các bạn quan sát thao tác này. Nhấp vào một điểm điều khiển, sau đó thì giữ chuột và kéo xuyên qua phía bên kia. Nhả chuột ra thì chúng ta lật được đối tượng sang cái phía mà chúng ta vừa mới lật. Tuy nhiên cái thao tác này thì nó tồn chứa mấy vấn đề như sau. Một là nó không đảm bảo về mặt tỷ lệ. Ví dụ tôi lật lại này, mà tôi lại kéo quá tay ra đây thì có nghĩa là có lật nhưng mà nó bị thay đổi về kích thước và tỷ lệ. Vậy nếu mà muốn lật mà vẫn duy trì được cái tỷ lệ thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì lúc lật chúng ta phải giữ phím Control. Đây các bạn quan sát này, lúc này thì chúng ta lại thấy cái phím Control được dùng rất nhiều này. Giữ phím Control, lật, ok, chắc chắn lật sang thì nó vẫn giữ nguyên kích thước và tỷ lệ, chỉ có điều là nó lật sang vị trí mới thôi. Đấy là lật trái phải nhé, lật trên dưới cũng thế. Đây, bấm này, kéo lật một cái, giữ phím Control thì nó sẽ lật xuống dưới cho chúng ta. Thế bây giờ chúng ta cùng nhau xem là cái thao tác lật này thì nó khác như thế nào so với cái thao tác lật bằng hỗ trợ ở trên thanh property. Bây giờ tôi sẽ lấy một cái hình khác để cho các bạn nhìn rõ hơn nhé. Tôi sẽ lấy một số 3 và một chữ A để chúng ta sẽ lật trên dưới và lật trái phải. Đây ví dụ chữ A. Chữ A vì sao? Chữ A thì nó có cái chân và cái đầu nhọn. Đầu nhọn này nếu mà lật xuống dưới lên trên thì nó nhìn rất rõ. Đó. Và bây giờ tôi lại có thêm một số 3. Số 3 thì nó có gì đây ạ? Cạnh rỗng và cạnh liền. Đúng không? Thì tôi sẽ lật nó qua trái hoặc qua phải. Để xem xét sự khác biệt giữa cái thao tác lật thủ công và lật bằng lệnh thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn hãy đưa chuột vào cái thước ngang và thước dọc. Sau đó thì các bạn bấm giữ và các bạn kéo những cái đường gai. Thì lúc này chúng ta sẽ kéo được những cái đường gióng hàng từ thước xuống. Tôi sẽ đánh dấu đỉnh, đáy, cạnh trái, cạnh phải của đối tượng để tôi xác nhận cái vị trí gốc của nó là nằm ở đâu. Đây là chữ A, vị trí nằm của nó thế này. Số 3, đây tôi kéo thêm một tí. Thì vị trí của nó nằm ở đây, cạnh trái và cạnh phải. Ok, đến đây xong rồi. Tôi sẽ thực hiện lệnh bằng thao tác lật bằng lệnh và thao tác thủ công và xem nó khác nhau như nào nhé. Đầu tiên là chữ A, tôi chọn nó. Sau đó thì chúng ta nhìn lên trên thanh property
đây là lật trái phải. Bây giờ tôi bấm này, có lật không ạ? Có lật. Bây giờ lật trên dưới này, có lật không? Có lật. Bây giờ chúng ta xem tiếp cái thao tác mà lật thủ công nhé. Giữ phím Ctrl, bấm vào đây và lật. Có lật không? Có. Nhưng mà hai thằng này lật hoàn toàn khác nhau. Cái thằng lật bằng lệnh ấy thì nó lật thông qua cái tâm, chính là cái điểm này này, cái điểm X này này. Đấy, tâm lật nó nằm ở đấy, cho nên là nó sẽ không chạy ra khỏi cái vị trí gốc của nó. Thế còn đối với cái thao tác lật thủ công của chúng ta thì thực ra là chúng ta đang lật qua một cạnh. Đấy, lật qua một cạnh, do đó thì nó sẽ chạy ra khỏi cái vị trí gốc. Đấy là cái điểm khác biệt. Còn giữ phím Ctrl để lật thì chắc chắn tỷ lệ không thay đổi, kích thước không thay đổi, nhưng mà bị di dịch về mặt tọa độ. Đấy, do cái tâm lật nó được xác định khác nhau. Thế còn ví dụ số 3 này, chúng ta cũng nhìn rất rõ này, đúng không? Lật trái phải này. Đấy, như này rất rõ, đúng không? Lên xuống cũng tương đối rõ, tại vì là nó có đầu to đầu nhỏ, đúng không? Thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó không chạy ra khỏi tọa độ gốc, vị trí gốc. Chỉ có điều là nếu mà chúng ta lật bằng thao tác thủ công thì nó sẽ thế này, thế này, thế này, luôn luôn chạy ra khỏi vị trí ban đầu của nó, nhưng nó vẫn giữ được cái kích thước và tỷ lệ nếu như chúng ta giữ phím Ctrl. Đấy là cái điểm khác biệt khi mà chúng ta lật một đối tượng. Cũng tương tự như thế, nếu như mà chúng ta kéo xiên hoặc chúng ta xoay mà chúng ta giữ thêm phím Ctrl thì nó sẽ có cái điều gì khác nhau. Bấm vào một lần này, nó sẽ hiện ra tâm quay này. Quay như thế này thì quay rất là thoải mái, quay bao nhiêu cũng được. Nhưng nếu trong cái quá trình mà chúng ta quay mà chúng ta lại giữ phím Ctrl thì có điều gì xảy ra? Nó sẽ cưỡng bức góc quay của chúng ta theo một cái chỉ dẫn. Thông thường mặc định thì chương trình nó sẽ để sẵn cho chúng ta là bước 15 độ. Và nếu như bây giờ tôi giữ Ctrl này mà tôi xoay này thì nó sẽ làm sao đây ạ? Nhảy theo từng bước được yêu cầu. Tất nhiên là cũng có thể là các bạn đang nhìn thấy đây là 30, có thể là cái tham số này tôi đã can thiệp rồi. Và can thiệp thì nó nằm ở đâu? Mặc định thì nó sẽ nằm ở đây. Tool Option, hay là các bạn nhấn Ctrl G tìm tới cái tham số nó gọi là Edit ở bên trái này, thì cái phần mà Constraint Angle này thì các bạn có thể có thể can thiệp vào đây. Mặc định của chương trình nếu như lúc đầu tiên mà các bạn vừa mới làm thì chắc chắn nó sẽ là con số 15 độ. Đấy. Thì như thế là chúng ta sẽ kéo một lần là nó sẽ chạy từ 0 tới 15 và dừng lại. Nếu tôi cố kéo ra khỏi cái ngưỡng 15 đấy thì nó sẽ nhảy tới cái ngưỡng 15 tiếp theo, có nghĩa là thành 30. Cố kéo nữa thì sẽ thành 45. Cứ nhảy từng bước 15 độ một như thế khi mà chúng ta quay. Đấy, ok. Bây giờ tôi quay lại thử nhá, xem có đúng không nhá. Giữ Ctrl này, quay này. Các bạn để ý trên này đang là 0 đúng không? Quay này, 15. Quay tiếp này, chắc chắn là thành 30. Quay tiếp nữa này, 45. Đấy là nó nhảy theo bước, cưỡng bức là 15. Thế còn kéo xiên có thế không? Kéo xiên cũng thế. Nếu mà kéo không nhấn giữ phím nào thì tay kéo bao nhiêu thì nó sẽ xiên bấy nhiêu. Nhưng nếu mà tôi giữ phím Ctrl mà tôi kéo thì sẽ dẫn tới là nó dịch chuyển theo gì đấy ạ? 15 độ 1, 15 độ 1. Đấy, mỗi một lần cứ thế là 15 độ, 15 độ. Nó có bước của nó. Và đấy là cái thao tác mà chúng ta sử dụng phím Ctrl. Như vậy là từ đầu đến giờ chúng ta đã nói đến phím Ctrl mấy lần rồi. Nhân bản là 1 này, đúng không? Đấy, xoay là 2 này, kéo xiên là 3 này, và lật là 4, là đều có thể là sử dụng phím Ctrl. Trong đó vẽ hình thì chúng ta cũng sử dụng gì đấy ạ? Phím Ctrl để vẽ hình chữ nhật thành hình vuông, hình elip thành hình tròn, đó. Hoặc là các đa giác thì thành đa giác đều hoặc đa cân, thì chúng ta sẽ giữ phím Ctrl. Luôn luôn các bạn sẽ thấy phím Ctrl hiện diện cực kỳ nhiều trong cái quá trình mà thao tác của chúng ta.
Thế còn sau nữa, nhiều nữa thì chúng ta còn làm việc thêm với lại cứng chuột phải nữa, cũng sẽ rất nhiều. Thế và như vậy là chúng ta vừa mới giới thiệu nhanh được các cái thao tác cơ bản chúng ta có thể làm được với lại công cụ Quick. Đấy, chọn đối tượng và thao tác dịch chuyển nhân bản, xoay lập tô màu, vân vân. Thì đấy là các cái thao tác mà chúng ta có thể làm với công cụ Quick Tool.